Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Giáo xứ Kon Trang Mon Thay, Giáo phận Kon Tum tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho bà con Công giáo tại xã Đắc La, huyện Đắc Hà. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tuyên truyền quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông như điều kiện được phép điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, quy định không được sử dụng xe độ chế trên đường bộ, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Với hình thức tuyên truyền sinh động, trình chiếu các video hình ảnh tình huống mất an toàn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông, trao đổi, giải đáp trực tiếp thắc mắc của người dân đã giúp bà con nắm rõ hơn những quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, cũng như nêu cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tiếp tục tổ chức các đợt phối hợp tuyên truyền tại các địa phương, trong đó chú trọng tuyên truyền trong vùng dân tộc thiểu số, tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu niên, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, cũng như kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số nói riêng.